Xin thưa tất cả các bạn, thì chương trình hôm nay ấy, thì là tôi cũng nói với tất cả bạn nào, các bạn nào, cái bọn chống cộng cực đoan và bọn dân chủ của trong nước thì chúng nó mấy ngày hôm nay ấy, tức là cũng cứ khoảng hơn một tuần nay chúng nó vẫn cứ hô hào, coi như là đầu tiên thì ngày mùng 8/8, sau đó là ngày mùng 2/9 thì chúng nó coi như là kêu gọi cái tổng biểu tình để lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam. Vâng, không hiểu là cái lần kêu gọi này là lần thứ N nào đó để mà chúng nó kêu gọi lật đổ cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà không biết là lần này chúng nó kêu gọi đấy thì chúng nó thực hiện như thế nào và cái sự thành công của chúng nó ra sao. Nhưng mà tôi thấy rằng là theo tôi nhận xét rằng như này này, thì là trong ví dụ trong các cuộc biểu tình vào ngày 10/11 hoặc là mấy ngày sau đó cuộc biểu tình lẻ lẻ, thì là chúng nó lấy cớ là chúng nó phản đối cái luật, thứ nhất là dự luật về đặc khu và thứ hai là luật về an ninh mạng, và cái khẩu hiệu chúng nó đưa ra trong các cuộc biểu tình là coi như phản đối không cho Trung Quốc thuê 99 năm và coi như là kể cả một ngày cũng không cho Trung Quốc thuê đất. Đấy, và chúng nó và nhiều cái khẩu hiệu nó nói chung nó và nhiều cái khẩu hiệu nữa. Nhưng mà lần này ấy, thì sau khi ví dụ chúng nó dùng cái khẩu hiệu như biểu tình đó thì là nói chung là với sự tuyên truyền của cái các cấp chính quyền và Đảng nhà nước mình đối đến với những người dân về rất kỹ về những cái luật đặc khu và cái dự luật an ninh mạng thì đã được Quốc hội thông qua. Cái luật dự luật an ninh mạng thì đã được Quốc hội thông qua, và cái dự luật đặc khu này thì trong tháng 10 này Quốc hội họp thì sẽ thông qua Quốc hội, còn dự luật an ninh mạng thì ngày 1/1/2019 thì sẽ được thực hiện. Thì sau khi được cái sự tuyên truyền của cái cơ quan chức năng của Việt Nam đến những người dân, và nói chung là anh em chúng tôi thì ở trên cái mạng Facebook này cũng góp một phần nhỏ nào đó để tuyên truyền cho cái những người dân hiểu biết và bẻ tan những cái mà luận điệu xuyên tạc của cái bọn dâm chủ quậy và những cái bọn mà chống cộng cực đoan ở bên hải ngoại. Thì nói chung là lần này thì chúng nó lại mình lấy một cái không lấy những cái cớ đó nữa, và lần này chúng nó bảo là ngày 12/9 sẽ coi như lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam. Vâng, đấy. Thì nói chung là đó là những cái chúng cũng như là những cái lần khác thôi. Vâng, thì nói chung là cái mục tiêu cuối cùng của chúng nó, vâng, thì là những cái ví dụ như luật an ninh linh mạng hoặc là dự luật về đặc khu kinh tế, chẳng qua chúng nó xuyên tạc các thứ, chúng nó chỉ lấy cái cớ thôi. Mà cái cớ của chúng nó thì đã bị chúng tôi vạch mặt ra. Vâng, thì bây giờ coi lần này chúng nó nói là coi như lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam và đưa coi như là Việt Nam Cộng hòa trở lại, hoặc là ở Việt Nam mình phải thành lập một cái chế độ đa nguyên đại đảng. Vâng, đây là một cái mục tiêu cuối cùng của chúng nó từ ngày xưa đến giờ. Cho nên là chúng nó dùng đủ thủ đoạn, coi như nói xấu về Đảng Cộng sản Việt Nam, bảo Đảng Cộng sản Việt Nam hèn với ác, giặc coi như là ác với dân, hoặc là rất nhiều những cái chuyện khác nữa để mà chúng nó coi như là chúng nó xuyên tạc, chúng nó nói xấu, và cái cớ cuối cùng là chúng nó muốn lật đổ cái chế độ này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Và khi tôi nói chuyện này thì có một cái bạn nào đó ở dưới này, các bạn nên tham gia chương trình cùng với tôi. Vì mấy hôm trước nói nhiều quá, giọng hôm nay cũng hơi khàn khàn. Đúng rồi, bọn ba que thì nói chung là suốt ngày chúng nó chỉ ăn mày với bán. Tức là hôm nay cũng có một người gửi cái messenger cho tôi thì cũng nói về những cái chỗ, tức là anh ấy cũng là cái người mà yêu nước, cũng đứng lên trên này gọi là phản biện, nhưng anh nói là tức là một số những người bạn của anh ấy sống ở cái vùng mà đạo Công giáo cũng nói là coi như là bạn em, người ta coi như là suốt ngày người ta nói là cái Việt Nam Cộng hòa ngày xưa coi như rất là giàu có, mà giàu có hơn cả coi như Nam Triều Tiên và Nhật Bản nọ kia, mà bây giờ coi như là Việt, và bây giờ coi như là 43 năm nay rồi Cộng sản lãnh đạo, thì coi như là Việt Nam Cộng hòa hiện nay nghèo hơn
Nhật Bản nghèo hơn Nam Triều Tiên, nghèo hơn Singapore, nó kia tất cả thứ. Thì tôi cũng trả lời với tất cả các bạn là nói chung là những cái đó thì tôi đã có một hai cái bài phân tích về cái nền kinh tế Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 là như thế nào. Vâng, thì là cũng có một cái rồi bạn nào lên thì bạn cứ ok kể. Vâng, trên toàn ok thì mình sẽ mời lên. Và nói chung là tôi nói với bạn ấy là có, tôi cũng có mấy bài phân tích, nhiều khi phân tích đi phân tích tích lại về cái nền kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa hồi trước năm 1975, mà nhiều khi mình phân tích lại thì nhiều khi là cũng cảm thấy là nhiều khi cũng chán các bản thân mình, ví dụ nói đi rồi nói lại, nhưng mà nói chung là cái bọn đấy nó vẫn cứ còn gọi là xuyên tạc, và cũng có một số người người ta không hiểu được đấy. Thì nói chung là cái tư tưởng của tôi khi mà ví dụ làm live stream với tất cả lên trên này làm live, thì nói chung cái tư tưởng của tôi ấy, là mình có khả năng là mình nói để cho ví dụ những người người ta chưa hiểu biết người ta nghe, hoặc là những cái ở trong nước hoặc những cái bà con Việt kiều người ta cũng chưa hiểu cái tận tình về cái hiện tình đất nước Việt Nam này người ta nghe. Và cái dựa vào cái sự xuyên tạc của cái bọn mà chống cộng cực đoan và bọn dân chủ quậy trong nước ấy, thì mình coi như là mình phản biện lại cái sự xuyên tạc của bọn nó, mà qua đó để cho những cái đồng bào ở trong Việt Nam này và những cái đồng bào mà những Việt kiều sống ở bên nước ngoài thì người ta cũng hiểu về cái hiện tình đất nước Việt Nam này như thế nào, những cái gì và những cái gì là sự phát triển của đất nước, và những cái điểm nào nói chung là còn cái tồn tại của cái đất nước Việt Nam hiện nay là một đất nước đang phát triển, mà cái chế độ mình là cái chế độ do Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay lãnh đạo. Thì qua đây tôi nói với tất cả các bạn này, mình phải phân biệt được yêu nước, thì nói chung là cái chuyện yêu nước và yêu chế độ nó hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như bọn ở bên chống cộng cực đoan là bọn dân chủ quậy trong nước, thì suốt ngày chúng nó bảo là chúng nó coi như là tôi là người yêu đất nước, người yêu nhân dân, người yêu tất cả các thứ, nhưng mà nó lại không phải là những người yêu chế độ. Nhưng mình là những người dân hiện nay coi mình yêu chế độ này, chế độ hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Mình là những người coi như là tức là dân sống ở trong đất nước hiện nay, coi như mình yêu cái chế độ này. Các bạn phải phân biệt giữa yêu nước và yêu cái chế độ, tức là yêu chế độ do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, và nói chung là kèm theo sự yêu nước. Và nhiều bạn tôi thấy là các bạn cũng hiểu cái khái niệm yêu nước, vâng, yêu nước khác, và cái yêu chế độ này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, thì hai cái khái niệm nó hơi khác nhau một tí xíu. Rồi Hiền Mai có khi là hôm đấy tôi hội luận cùng với anh ở trên cái kênh của Việt Vision, anh thấy em nói rất là hay, đúng không? Hôm nay thì đại loại cái chương trình của mình thì gọi là mình phản đối cái chuyện mà chúng nó xuyên tạc về cái đất nước của mình ở cái, và chúng nó coi như là đang kêu gọi biểu tình ngày 12/9. Thì thấy hôm ấy là em nói rất hay, thì nói chung em cũng mạnh dạn nói anh sẽ mời em nhá, anh mời ngồi mai, không có gì cả, mình nói lên nói sự thực thôi. Nhiều tăng đâu, nhưng mình cứ nói bừa thôi, nói coi như là cái đúng cái tâm trạng của mình và cái tình cảm của mình như thế là được. Rồi anh đang mời ngồi mai. Em chắc em đang bận việc gì từ chối này. Ngồi mai có khách, tôi có khách thì lúc khác được. Thì bây giờ tôi nói với tất cả các bạn này, hiện nay trên tất cả những người trên thế giới này, rồi xin mời Trần Tuấn, thì là nói chung ở một cái đất nước nào cũng thế thôi, những người dân có hai điều. Điều thứ nhất là coi như là đất nước được hoàn toàn độc lập và thống nhất, đấy, non sông liền một dải, đó là cái mong muốn của tất cả người dân. Thế nên bất kỳ thế nào, rồi xin chào Trần Tuấn. Và cái vấn đề thứ hai nữa là muốn coi như đời sống của nhân dân càng ngày càng được nâng cao và kinh tế đất nước phát triển. Thì theo tôi, mình nghĩ là hiện nay cái Đảng Cộng sản của mình làm rất tốt hai nhiệm vụ này. Tuy nhiên, ví dụ như Việt Nam là một đất nước đang phát triển, cho nên là những vấn đề tiêu cực, vấn đề tham nhũng thì nó hiện nay vẫn còn nhiều. Nhưng cái vấn đề là Đảng và Chính phủ mình đã nhận ra những điều đó và hiện nay đã làm rất tốt những cái điều đó rồi. Cho nên là ở những chương trình này, tôi nói với tất cả các bà con hãy tin tưởng vào cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Thì
về tất cả về tình hình kinh tế, về những cái gọi là tồn tại trong xã hội. Đấy, thì nó sẽ tiến bộ theo thời gian mà một cách rất nhanh chóng. Rồi xin mời Trần Tuấn.